Chào mừng các bạn đã đến với video hôm nay nha. Trong số tất cả chúng ta, AI cũng đều mong muốn bản thân trở nên thông minh hơn. Nếu bạn thông minh thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và đạt kết quả tốt đẹp hơn so với những người khác. Có sự thông minh chính là bạn đang đi lối tắt để nhanh hơn trong một cuộc đua nào đó. Thông minh là thứ bẩm sinh, thiên phú của mỗi người. Nhưng nó cũng có thể được nâng cao thông qua các phương pháp rèn luyện hàng ngày đó. Vậy làm sao để thông minh hơn? Nếu bạn đang thắc mắc điều này thì chắc chắn bạn cần xem trọn vẹn video này. Cách thứ nhất, rèn luyện tư duy mỗi ngày. Tư duy không đơn giản là một suy nghĩ riêng lẻ mà người ta cần tập hợp mớ suy nghĩ riêng lẻ ấy thành một chuỗi có logic. Trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn ai cũng cần phải sử dụng tư duy để đưa phân tích đánh giá một vấn đề nào đó hay đưa ra một quyết định, lựa chọn. Tại sao người già thường kém minh mẫn và tư duy chậm chạp hơn? Chúng ta đều biết lão hóa là một phần trong những lý do gây ra điều này, song thực chất những người già thường lười suy nghĩ, lười tư duy, thậm chí là lười vận động hơn so với lớp trẻ. Người ta thường nói rằng, nếu bộ phận nào không hoạt động chúng sẽ dần trở nên chậm chạp và hoạt động kém hiệu quả. Chẳng hạn như một người bị liệt nửa dưới thì phần chân của họ sẽ teo dần lớp cơ và mỡ sau nhiều năm không di chuyển. Tương tự, nếu bạn ít sử dụng bộ não để làm việc hoặc học tập thì chúng cũng dần teo đi và kém linh hoạt. Ngược lại, nếu để não bộ hoạt động tích cực mỗi ngày thì chức năng nhận thức, trong đó có cả trí nhớ và trí thông minh của con người, sẽ ngày càng được cải thiện. Vậy cần rèn luyện tư duy như thế nào để giúp chúng ta thông minh hơn? Nếu bạn nhận được những lời khuyên như là không ngừng luyện tập mỗi ngày hay tập thói quen suy nghĩ tích cực thì có thể đó vẫn là những chỉ dẫn khá chung chung. Đó cũng không phải là cách bạn cố ép não bộ phải làm việc để giải quyết một đống bài tập khó khăn hay một đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Có lẽ câu trả lời không ở đâu xa, bạn chỉ cần chú ý hơn vào các thói quen hàng ngày, chẳng hạn như tính toán lại hóa đơn tiền điện hay tiền nước bằng cách tính nhẩm mà không cần sử dụng máy tính. Học cách ghi nhớ danh sách thực phẩm cần mua khi đi siêu thị mà không cần nhờ tới ghi chú của điện thoại hay giấy nốt tay. Hãy thử đi từ nhà tới trường hoặc nơi làm việc bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu muốn sử dụng công cụ hỗ trợ, hãy mua bản đồ giấy thay vì định vị và đi theo bản đồ trên di động. Nhìn các hình ảnh quen thuộc theo hướng ngược lại. Có rất nhiều thứ mà bạn có thể tự nghĩ ra và học cách thay đổi tư duy của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy vui vẻ khi áp dụng những mẹo này mà không khiến não bộ cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi. Cách thứ hai, đọc sách. Các nhà khoa học cho rằng thói quen đọc sách có mối quan hệ cộng sinh với trí thông minh của con người. Điều đó đúng bởi, bạn đọc càng nhiều thì nguồn kiến thức sẽ ngày càng lấp đầy não bộ của bạn. Không những vậy, nó giúp cho ngôn ngữ của bạn phong phú hơn với nhiều các diễn đạt trong thực tế đời sống hàng ngày. Điều đó giải thích tại sao mà trong các bài kiểm tra IQ luôn có phần bao gồm các từ vựng để đánh giá mức độ thông minh của bạn. Thói quen đọc sách còn giúp làm giàu nguồn trí tuệ cảm xúc của con người. Khi bạn đọc một câu chuyện hay một tình huống trong sách báo, trí não sẽ không ngừng liên tưởng, giúp chúng ta có được những kinh nghiệm khi xử lý thực tế. Tuy nhiên, thay vì đọc báo mạng, hãy tích cực đọc báo giấy nhiều hơn. Thay vì đọc nhanh đọc lướt, hãy cố gắng đọc chậm mà sâu sắc, quan tâm chất lượng thay vì số lượng. Sau mỗi vấn đề mà cuối sách đưa ra, hãy thử ngẫm nghĩ xem bản thân đã học được điều gì từ đó. Cách thứ ba, chơi game trí tuệ. Chạy bộ, nâng tạ, bơi lội là những môn thể thao mang tính vận động giúp phát triển cơ bắp. Vậy để phát triển não bộ, con người cần thực hiện những bài tập như thế nào? Để rèn luyện trí thông minh và các chức năng nhận thức, tại sao bạn không thử rèn luyện não bộ với những trò chơi trí tuệ? Theo một cuộc nghiên cứu nhỏ mới đây, đối với những người chơi game Super Mario 30 phút mỗi ngày trong 2 tháng đã thu lại được kết quả cho thấy khả năng tập trung của người chơi cao hơn, trí nhớ tốt hơn. Đồng thời sự linh hoạt của các giác quan, đặc biệt là hai đôi bàn tay, được cải thiện rõ rệt. Thậm chí người ta còn cho rằng một số game lành mạnh chơi ở mức vừa phải có thể giúp tăng cường chất xám trong tiểu não. Hãy chơi game vào giờ giải lao và mang tính chất giải trí. Chỉ cần 15 đến 30 phút mỗi ngày là đủ. Bạn có thể tìm kiếm các game trí tuệ online, hoặc nếu không bạn có thể chọn lựa những trò chơi trí tuệ kinh điển như cờ vua, Sudoku, cờ tướng để rèn luyện cùng với ai đó. Một điều nữa, bạn có biết rèn luyện sự sáng tạo cũng là một trong những cách giúp bản thân trở nên thông minh hơn mỗi ngày. Cách thứ tư, đừng xem TV quá nhiều.
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi nếu xem các chương trình truyền hình quá nhiều sẽ dẫn đến sự chậm nói và khó khăn khi muốn biểu đạt suy nghĩ. TV thực sự là một phương tiện giải trí hữu ích trong thời đại bùng nổ công nghệ, tuy nhiên nó cũng làm cho đầu óc của bạn trì trệ và mệt mỏi. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng thấy rằng thời gian xem TV nhiều, nguy cơ phát triển một số bệnh cũng tăng, ví dụ như tiểu đường, béo phì, đột quỵ. Vì vậy, đừng nằm lì trên ghế sofa xem phim cả ngày, hãy tắt TV và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động bên ngoài cửa sổ. Bạn có thể tham gia một lớp học đàn, lớp nhảy hoặc làm việc gì đó bạn yêu thích như vẽ vời, ca hát. Tham gia vào các hoạt động cộng đồng hoặc làm một việc gì đó mới mẻ mỗi ngày thực sự khiến con người tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, mầm mống của căn bệnh trầm cảm, đồng thời khiến cho suy nghĩ tích cực và thông minh hơn. Cách thứ 5, cải thiện trí thông minh bằng các loại thực phẩm lành mạnh. Bạn vẫn hay nghe thấy đâu đó có người nói rằng các bà mẹ trong lúc mang bầu thường ăn cá hoặc ăn nhiều cá để trẻ nhỏ sinh ra sẽ thông minh hơn. Tất nhiên điều này đều có căn cứ khoa học rõ ràng, bởi trong các loại cá đặc biệt là cá biển nước lạnh, cá hồi, cá mòi, cá ngừ có chứa nhiều omega 3 góp phần xây dựng các neuron thần kinh làm tăng lượng chất xám và thể tích của não bộ. Chất xám chính là thứ mà người ta thường gắn liền với trí thông minh của loài người. Bạn có thể tìm nó trong các loại thực phẩm giàu chất đạm, thực phẩm giàu iốt, thực phẩm giàu sắt và các axit béo không no chuỗi dài. Các bạn có thể lên Google để tìm kiếm nhé. Song song với việc hấp thu nguồn thực phẩm bổ dưỡng, chúng ta cũng cần tuyệt đối tránh xa rượu bia, nước ngọt có ga, thuốc lá hay các loại thức ăn nhiều đường và chất béo, vì chúng hủy các dây thần kinh và làm đầu óc của một người phản ứng kém đối với các thông tin tiếp nhận từ bên ngoài. Thật vui vì các bạn đã xem đến đoạn cuối video nè. Nếu các bạn thấy video có hay, hữu ích thì hãy giúp kênh phát triển hơn nữa bằng cách nhấn vào nút đăng ký, sau đó là nút like, và cuối cùng là nút chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người nhiều.